Có 10 câu hỏi, với mỗi câu trả lời đúng, người chơi được 1 điểm. Chúng ta hãy bắt đầu. Sắp xếp các chuỗi từ thành câu có nghĩa. Đáp án đúng là một tiền gà, ba tiền thóc, ý nói, chi tiêu, sử dụng việc gì không hợp lý, phần thu không bằng phần chi ban đầu nên chẳng có lợi nhuận gì. Xin mời câu hỏi số 2. Đáp án đúng là an cư lự nguy. Câu này ý là khuyên chúng ta lúc yên ổn phải lo nghĩ đề phòng đến lúc nguy nan. Câu số 3, xin mời. Đáp án đúng là ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa, cày sâu bừa kỹ thì đất sẽ tơi xốp, lúa dễ hút màu và trở nên tươi tốt. Ví như cơm phải nhai kỹ thì ruột mới hấp thụ được nhiều. Câu hỏi số 4. Đáp án đúng là ăn mày đánh đổ cầu áo. Đi ăn mày xin được chút ít lại đánh đổ mất cả ở cầu áo không vớt vát được gì. Thành ngữ này chỉ sự khốn cùng lại gặp đen đủi, không may liên tiếp. Câu số 5, xin mời. Đáp án đúng là cây ngay chẳng sợ chết đứng, muốn tạo dựng lòng tin với mọi người, chúng ta cần sống trung thực, không lọc lừa, dối trá. Xin mời câu số 6. Đáp án đúng là đầu chép, mép trôi, môi mè, lườn chấm. Đây là kinh nghiệm ăn những phần ngon nhất trong 4 loại cá trên. Câu số 7. Đáp án đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, hay làm điều sai trái, vụng trộm, tất có ngày gặp nạn, gặp rủi, liều lĩnh mạo hiểm nhiều lần, thế nào cũng có ngày cũng thất bại to. Câu số 8. Đáp án đúng là gái có công chồng chẳng phụ, người phụ nữ nào biết chăm lo cho gia đình thì được chồng thương yêu, tôn trọng, người dồn tâm huyết, công sức vào việc gì sẽ được tin yêu và đãi ngộ xứng đáng. Câu số 9. Đáp án đúng là há miệng mắc quai, đây là hành vi né tránh, không dám nói ra khuyết điểm của người khác vì sợ đụng đến khuyết điểm của mình. Câu số 10.
Đáp án đúng là lụt thì lụt cả làng. Tất cả đều phải chịu hậu quả như nhau, ví như lụt thì nước ngập cả làng cả xã. Bạn được bao nhiêu điểm qua 10 câu đố ở trên? Chúng mình muốn truyền tải đến các bạn những câu ca dao tục ngữ, thành ngữ mà các thế hệ đi trước truyền lại, giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm và hiểu biết thông qua những câu đố này. Nếu bạn cảm thấy video có giá trị thì hãy ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn.